Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ HD. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh trong nước và thế giới có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính ngay sau đây. Hà Nội quyết xóa tiếng xấu, không vội được đâu. Sa hoa và sa dân. Vụ cháy làm 32 người thiệt mạng. Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú. Bộ trưởng Tô Lâm, tham nhũng càng tinh vi, phức tạp, mình cứ ra cái khiên này, nó lại có mắc khác. Nghệ sĩ đi thật xa, liệu có thể trở về? Hà Nội quyết xóa tiếng xấu, không vội được đâu. Thưa quý vị, hàng loạt quyết định cứng rắn, không có chút thỏa hiệp với thói làm ăn kiểu, không vội được đâu đã được ban hành. Khi ông Trần Sĩ Thanh được điều về làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dư luận chia thành hai phe, phe ủng hộ và phe nghi ngờ. Phe ủng hộ thì tin rằng với tác phong của một người lính chữa cháy, nghĩa là nơi nào có chuyện thì được Trung ương điều về dập lửa đã tồn tại từ nhiều năm trước hoặc mới bùng phát. Phe nghi ngờ thì cho rằng ông không phải là con dân Hà Nội, cho nên không hiểu được bản chất gốc rễ của người Hà Nội, không hiểu được lề thói làm việc của người Hà Nội, và đặc biệt, những thói hư, tật xấu của quan chức các cấp chính quyền Hà Nội. Vì vậy, sớm hay muộn thì ông cũng bị vô hiệu hóa. Tóm lại là hãy đợi đấy. Không ồn ào trong công tác truyền thông, ông Trần Sĩ Thanh có vẻ hơi lặng lẽ dập lửa. Và chỉ trong vòng hơn nửa tháng, từ cuối tháng 8 cho tới nay, hàng loạt giải pháp, biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ và kèm theo đó là những quyết định cứng rắn, không có chút thỏa hiệp với thói làm ăn kiểu, Hà Nội không vội được đâu, đã được ban hành. Đó là Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi 4 dự án khu đô thị do các nhà đầu tư 10 năm không triển khai hoặc có văn bản đề nghị trả lại xin dừng thực hiện dự án. Đó là việc bí thư, chủ tịch Hà Nội thị sát 5 dự án quan trọng của thành phố. Đó là Hà Nội xử lý người đứng đầu nếu không hoàn thành đúng tiến độ dự án vành đai 4. Và mới đây nhất, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất dừng 7 dự án ở quận Nam Từ Liêm và huyện Mê Linh, Thường Tín do chậm triển khai, vi phạm pháp luật. Những quyết định này được coi là chưa từng có ở bất cứ thời nào, chủ tịch nào trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây điều đó đã minh chứng được cho việc ông trần sĩ thanh và lãnh đạo hà nội đã chính thức tuyên chiến thói làm việc rất lề mề chậm chạp thiếu trách nhiệm của chính quyền các cấp và thói làm ăn vô trách nhiệm của không ít doanh nghiệp việc chủ tịch trần sĩ thanh thẳng tay ra những quyết định táo bạo mạnh mẽ chứng tỏ ông nắm được rất chắc tình hình phát triển của hà nội qua nhiều dự án đồng thời thấy được bức tranh toàn cảnh về đầu tư xây dựng và phát triển hà nội với những gì mà lãnh đạo hà nội đang quyết liệt triển khai thì có thể thấy sẽ sớm có một động lực mới để tạo ra được phong cách mới và cách làm mới cho thủ đô. Xa hoa và xa dân Thưa quý vị, trong mắt người dân, mọi biểu hiện phô trương, xa hoa là không lành mạnh, bộc lộ dấu hiệu thiếu trong sáng, bởi xa hoa là xa dân. Sự việc ông Ninh Văn Chủ, Nguyên giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh tổ chức đại tiệc chia tay trên hai du thuyền năm sao ở vịnh Hạ Long với sự xa hoa khiến dư luận cảm thấy bức xúc, bức xúc bởi sự phô trương, lãng phí, bức xúc bởi xã hội vẫn còn nhiều gia đình hộ nghèo khó khăn cần giúp đỡ. Chính hành vi xa hoa, phô trương đó là vô cảm trước khó khăn của người dân. Và trong mắt người dân, mọi biểu hiện phô trương, xa hoa là không lành mạnh, bộc lộ dấu hiệu thiếu trong sáng bởi xa hoa là xa dân tất cả các trường hợp sa hoa đều đáng lên án theo dõi sự việc này giáo sư tiến sĩ Trần Văn Bính nguyên trưởng khoa văn hóa xã hội chủ nghĩa học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định không làm chủ được bản thân thói sa hoa đó càng phát triển mạnh điều đó càng làm cho con người tha hóa tha hóa ở đây là thoái hóa suy thoái làm mất chất con người từ đó làm cho xã hội trở nên rời rạc và yếu cho nên khi nói về sự tệ hại con người Bác Hồ có nhắc đến thói xa hoa. Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Bính khẳng định, xa hoa là xa dân. Từ xa xưa, các bậc tiền nhân đã căn dặn quan chức. Tiên thiên hạ chi, ưu nhi ưu. Hậu thiên hạ chi, lạc nhi lạc. Ưu ở đây không phải ưu tiên, mà ưu ở đây là lo lắng. Câu nói này có nghĩa là làm quan, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Vì vậy, khi đảng viên xa hoa là vô cảm trước dân, nếu vô cảm trước dân là xa dân phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội thì cho rằng có nhiều biểu hiện xa hoa khác nhau như bác hồ đã nói xa hoa là thích ăn ngon mặc đẹp hay là danh lợi cho bản thân nhưng mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau mỗi hoàn cảnh xã hội và đối tượng cụ thể lại thể hiện thói xa hoa theo những cách rất khác nhau ông sơn cho rằng không chỉ có cdc quảng ninh mà còn nhiều trường hợp khác cũng có biểu hiện của sự xa hoa như dùng hàng xa xỉ đi xe sang ăn sơn hào hải vị chỉ để thể hiện bản thân mình và tất cả trường hợp đó đều đáng lên án dù sự việc ở quảng ninh chỉ là trường hợp cá biệt không phải số nhiều hay là hiện tượng phổ biến nhưng việc phô trương hình thức tốn kém là việc không đáng làm không nên làm và không được làm đối với mỗi cán bộ đảng viên mặc dù trên thực tế không có quy định nào nói rằng làm cán bộ nhà nước thì phải sống giản dị bình thường hơn người dân tuy nhiên rất khó để thuyết phục người dân rằng anh là người trong sạch dù anh sống xa hoa đặc biệt khi tham nhũng đang là vấn nạn và chúng ta kiên quyết xử lý mà đảng viên công chức có lối sống xa hoa thì nó lại càng phản cảm hơn nữa nó có thể gây ra cái nhìn tiêu cực về đội ngũ cán bộ công chức phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn cho rằng thói xa hoa vừa là biểu hiện nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân của tiêu cực bởi để xa hoa thì người ta phải rất dư giả tiền bạc và công chức chỉ có thể dư giả khi họ lợi dụng công việc và vị trí của mình để làm giàu cho bản thân và đó chính là nguyên nhân của tiêu cực về vấn đề này giáo sư trần văn bính khẳng định có cái gì đó lạc lõng đặc biệt trong điều kiện kinh tế xã hội của đất nước hiện nay trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân đang cố gắng vượt qua những khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội nói chung. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, chưa bao giờ đảng đặt ra vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn một cách nghiêm túc, công khai và mạnh mẽ như bây giờ. Xảy ra hiện tượng đó là một sự thách thức đối với dư luận xã hội nếu không muốn nói là kịch cỡm. Quy định 69 kịp thời nhưng cần linh hoạt, có thể thấy lối sống xa hoa, hào nhoáng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cán bộ, đảng viên mà còn ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng. Mới đây, bộ chính trị đã ban hành quy định 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trong đó nêu rõ một số trường hợp vi phạm nếu gây hậu quả ít nghiêm trọng, đảng viên có thể bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách như tổ chức tiệc cưới, việc tang, các ngày lễ Tết, sinh nhật, mừng thọ kỷ niệm ngày cưới, mừng nhà mới lên chức chuyển công tác. Theo giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Bính, trong bối cảnh hiện nay khi xã hội có nhiều biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức, phải đặt quy định 69 đó trong hàng loạt những công việc hiện nay đảng đang làm và dứt khoát coi đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Sau giáo dục dân đe, phải thực thi bằng quyền lực của đảng, nghĩa là phải dẫn tới một quy định. Mỗi cán bộ đảng viên phải tự trong sáng, phải tỏa sáng, từ đó hoạt động nêu gương mới trở thành nguyên tắc lãnh đạo của Đảng hiện nay, bởi lãnh đạo là nêu gương, không nêu gương là mất quyền lãnh đạo." Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Bình nói. Về vấn đề này, phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn lại cho rằng, trong bối cảnh xã hội có nhiều biểu hiện tiêu cực, chúng ta phải có những biện pháp để chấn chỉnh, qua đó tạo ra một môi trường tích cực, lành mạnh cho sự phát triển chung của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Điều này phải thực hiện đầu tiên từ chính các tầng lớp tiên phong của xã hội, đó là đảng viên. Từ đó lan tỏa tác dụng tích cực sang các tầng lớp xã hội khác. Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng, quy định 69 cần được làm cụ thể hơn ở các bộ, ngành, các địa phương, các đơn vị, bởi các biểu hiện của xa hoa lãng phí rất khác nhau. Bên cạnh đó, cũng cần có những tấm gương, như chúng ta thường nói, vấn đề nêu gương trong đảng là một vấn đề hết sức quan trọng để chúng ta thực hiện tốt các quy định này có quy định, có chế tài, có áp lực dư luận xã hội. Dựa trên cơ sở của nhận thức và những bài học làm gương thì chúng ta mới có thể xử lý triệt để những vấn đề liên quan đến xa hoa, lãng phí. Vụ cháy làm 32 người thiệt mạng, khởi tố bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú. Quý vị thân mến, ngày 17 tháng 9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với chủ quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người thiệt mạng. Theo đó, bị can là Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, ngụ khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chủ quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bị bắt về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại khoản 3, điều 313, Bộ luật hình sự năm 2015, sơ đổi bổ sung năm 2017. Vụ cháy tại quán karaoke An Phú xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 6 tháng 9 năm 2022. Lực lượng cảnh sát phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Công tác cứu hộ, cứu nạn được tiến hành khẩn trương và đến chiều ngày 7 tháng 9, có 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường. 17 người được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn xảy ra. Đến ngày 11 tháng 9, tất cả các nạn nhân được xác định danh tính và giao cho gia đình mai táng. Sau khi xem xét các chứng cứ, lời khai nhân chứng, ngày mùng 8 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện ở tầng 2 của quán karaoke. Nghệ sĩ đi thật xa liệu có thể trở về? Kính thưa quý vị, cái nghĩa tình đồng nghiệp nghệ sĩ dành cho nhau thật đáng trân trọng. Câu chuyện của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết với nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, Mạnh Quỳnh đối với Phi Nhung, ấm áp vẹn tròn sự sẻ chia, đồng cảm. Thế nhưng cái tình mà ca sĩ Hiền Hồ nhận được từ đồng nghiệp những ngày gần đây, dư luận lại phản ứng gay gắt. Giỏ hoa của ca sĩ kiêm vũ công Eric tặng Hiền Hồ ngày trở lại sân khấu, ghi dòng chữ ngọt ngào anh Eric mến chúc em hiền hồ, thương em. Hay một MC nổi tiếng cũng ủng hộ sự trở lại của hiền hồ bằng những lời có cánh. Cô ấy xứng đáng có được cổ vũ từ những chàng vỗ tay từ khán giả. Cuộc đời không ai hoàn hảo cả, chúng ta sẽ hiểu được câu chuyện âm nhạc mà Hiền Hồ gửi gắm. Nếu Hiền Hồ không bị điểm mặt chỉ tên trong mối quan hệ bất chính với đại gia lớn tuổi đã có gia đình, thì siết bao xúc động trước những tấm chân tình của đồng nghiệp với nhau trong giới nghệ sĩ đằng này. Bên cạnh sự trở lại của Hiền Hồ với lý do niềm đam mê ca hát, thì Hồng Đăng cũng có những động thái mới chuẩn bị cho ngày trở về không xa. Hồng Đăng sau những lùm xùm tại Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đầu tiên, nhưng không phải nói rõ những nghi vấn xung quanh vụ án để thỏa lòng công chúng đợi mong, hay có lời xin lỗi vì đã phụ lòng công chúng khi mình vô tình vướng vào những rắc rối không đáng có hoặc nếu hồng đăng thật có tội sự thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm cũng là tạo lý do cho người hâm mộ rộng lòng tiếc rằng điều hồng đăng gửi đến khán giả lại là sự thản nhiên mặc kệ đời kèm cái triết lý oán trách thế giới này vận hành theo cách ghi ta xuống nhưng mộng mơ ta nhiều như thạch xanh bên cạnh đó là những khoảnh khắc đi phượt bằng mô tô cùng bạn bè và dòng ghi chú đi thật xa để trở về và những hình ảnh dạng dỡ vui vẻ ăn nhậu hết mình nhiều người tự hỏi, hiền hồ, cô ấy có xứng đáng vì điều gì và câu chuyện cô ấy gửi gắm từ sự trở lại của mình ở đây là gì? Trong hiện thực xã hội với sự phát triển về trình độ dân trí và hướng chuẩn các khái niệm về văn hóa, công chúng lẽ nào lại ngây thơ một cách thiếu kiểm soát để bị lôi kéo lệch lạc như vậy? Những chiêu trò tẩy trắng lỗi thời phản tác dụng như vậy, nghệ sĩ phải nhận thức được rằng dắt mũi công chúng luôn là ảo tưởng quá đà. Chế tài pháp luật có lẽ chưa thực sự chặt chẽ, khán giả mau quên truyền thông bẩn dễ bị mua chuộc bởi tiền khiến cho những một số nghệ sĩ ngay sau khi gây ra những tai tiếng vẫn tự tin quay trở lại thậm chí còn quay lại thách thức dư luận lợi dụng tai tiếng để nổi tiếng cần chặt một cây bệnh để cứu một rừng cây cách thức mà những quốc gia mang nền văn hóa á đông khác cũng đang quản lý cả về hành vi đạo đức của người làm nghệ thuật đáng để chúng ta suy ngẫm